Quýnh Nha xin kính chào tất cả mọi người. Thôi xong rồi, chuyến này là tàn canh gió lạnh ông Thích Chân Dài rồi. Cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện về bằng cấp của ông Thích Chân Dài nó sẽ bị chìm xuồng. Vì mới vừa đây có cái câu chuyện của bà CEO lên để mà quốc thầy Minh Tuệ và làm cho cái câu chuyện của ông Thích Chân Dài sẽ bị chìm xuống. Nhưng mà cuối cùng nó không thể nào mà chìm được, vì người ta sẽ truy tận gốc về cái vấn đề bằng cấp của ông Thích Chân Dài. Và mới vừa đây đó quý vị, có một cái vị khán giả người ta thông báo khẳng về một cái thông tin nó vô cùng là quan trọng. Và không biết rằng là cái thông tin này nó có đúng với sự thật hay là không. Nhưng nếu như nó đúng với sự thật thì nó sẽ đánh một cái đòn tâm lý vô cùng là nặng nề dành cho ông Thích Chân Dài trong thời gian sắp tới. Thì cái vị khán giả này có nói á, là ông Thích Chân Dài đã tồn tại bất hợp pháp trong một thời gian quá là lâu rồi. Và vào năm 2010 thì có một vị Phật tử pháp danh là Thái Phiên đã gửi 10 cái lá đơn đến 10 cơ quan rồi, và mong rằng cái sự việc này nó sẽ được sáng tỏ. Và nếu như mà cái vị Phật tử này đã gửi 10 cái lá đơn đến 10 cơ quan đó quý vị, thì chắc hẳn rằng là cái sự việc của ông Thích Chân Dài này nó đã âm ỉ một thời gian khá là lâu. Và có rất là nhiều cái sự việc mà quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân, người ta đã đứng ra để mà vạch trần cái sự thật về ông Thích Chân Dài. Cho nên á, kết hợp những điều đó với cái câu chuyện bằng cấp của ông Thích Chân Dài thì đảm bảo 100% không thể nào mà chìm xuồng nổi. Và khi mà đọc lại tất cả những cái bài báo nói về bằng cấp của ông Thích Chân Dài, nó có những cái phân đoạn như thế này, thì chúng ta mới hiểu được rằng là một khi họ đã vào cuộc điều tra và làm rõ thì chắc hẳn không có cái gì được gọi là oan ức cho ông Thích Chân Dài cả. Và báo đài chính thống người ta đã từng đưa tin như thế này: việc mà phía bên các bác người ta tiến hành xác minh bằng cấp của ông Thích Chân Dài đã theo những cái quy trình rất là kỹ lưỡng, cẩn trọng, đúng theo quy định của pháp luật. Cho nên không có cái điệp khúc giống như con dân của ông Thích Chân Dài nói rằng là ông ta bị oan ức hay là ông ta bị hại đâu quý vị. Và cái kết quả xác định là ông Thích Chân Dài đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp, và ông Thích Chân Dài cũng đã thừa nhận những việc đó. Cho nên rằng là cái câu chuyện mà ông Thích Chân Dài sử dụng bằng cấp 3 giả đó quý vị là nó đúng, chứ nó không hề sai. Và tại vì sao một cái người không hề có cái bằng cấp 3 giả lại có thể xoán ngôi lên cái chức được gọi là chủ trì, và cũng không hề có tên ở trong giáo hội? Vậy thì cái lý do vì sao và tại sao ông ta lại lên được cái chức chủ trì? Rõ ràng rằng là nó có một cái sự ma mảnh ở đây. Nếu như ông Thích Chân Dài mà lên được một cái chức chủ trì thì chắc hẳn rằng là cái lý lịch của ông Thích Chân Dài cũng sẽ được kê khai. Nhưng vốn dĩ một cái người mà không rõ nguồn gốc, nói chung là nó bất minh á, thì làm gì mà dám lộ diện. Cho nên cái chức trụ trì của ông Thích Chân Dài á, cũng chỉ là tự phong, tự cấp. Cho nên con dân ông Thích Chân Dài đừng có ngờ ngợ hay là nói rằng là tại vì sao trong cái quá trình của ông Thích Chân Dài hoạt động thì được nhiều người người ta biết đến. Cái biết đến á, thì mọi người hiểu cái lý do là ông Thích Chân Dài ông bỏ tiền ra để mà ông ta thuê, ông ta mướn, ông ta làm chiêu trò, ông ta tự phong, ông ta tự diệt, rồi ông ta tự hủy. Nói chung quy tóm lại là cái điều gì mà ông Thích Chân Dài ổng muốn làm đó quý vị, là ông ta tự bỏ tiền ra để mà quy tụ, quy nộp. Ngay kể cả thầy tu mà tu tại chùa của ông ta còn thuê, ông ta còn mướn được. Chứ đừng có nói gì về cái vấn đề là cái chức trụ trì ông ta tự phong nha. Mà không phải tự phong là đơn giản đâu quý vị. Một khi mà đã truy ra không hề có cái bằng cấp 3 thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ mà có được cái chứng nhận thọ giới kỳ kheo. Thì đương nhiên á, tự nhiên một cái người không bằng cấp,
không lý lịch, nói chung không có bất cứ một cái gì. Tự nhiên cái thành lập chùa, xây chùa, rồi tự phong cho mình cái chức trụ trì, rồi còn đòi là được vào trong giáo hội. Mà trong khi đó giáo hội người ta nói là ông này ông không hề có tên là trong giáo hội, thì coi như là cái đoạn knock out cuối cùng dành cho ông Thích Chân Dài rồi. Bởi vì lẽ đó con dân của ông Thích Chân Dài, đừng có nói rằng là ông Thích Chân Dài ông không hề cần cái bằng cấp 3 hay là những cái bằng cấp. Những cái bằng cấp nó không hề có cái giá trị đối với một cái người tu hành giống như ông Thích Chân Dài. Quá là sai lầm rồi. Cái đó chỉ là những cái câu từ mà ông Thích Chân Dài ông muốn dắt mũi các bạn thôi. Chứ thực ra ông biết rõ rằng là một khi mà đất khui màu cái câu chuyện bằng cấp thì các bác họ cũng sẽ truy cho tận gốc, tận ngọn để lấy cái câu chuyện của ông Thích Chân Dài ra làm gương. Về sau không ai dám tái phạm nữa. Và chắc hẳn với quý vị rằng là một cái người mà không hề có cái bằng cấp 3, luôn mong mỏi, mong muốn có cái bằng cấp 3, làm đủ mọi cách bỏ tiền cúng dường của quý mạnh thường quân, quý vị Phật tử để mua lấy cái bằng đó, hoặc là tự tạo ra cho mình cái chức trụ trì, hay là kêu gọi con dân về chùa để được hưởng một số lợi nhuận gì đó từ ông ta đưa cho, giống như là những cái đội nhóm của ông Thích Chân Dài trong nước và ngoài nước đó quý vị. Nó có nguyên nhân hết. Tại vì sao những cái người chưa từng gặp ông Thích Chân Dài lại đi theo cái đội nhóm của ông Thích Chân Dài? Là bởi vì ông ta kêu gọi. Và cái vấn đề kêu gọi của ông ta là ông ta bỏ tiền ra. Cho nên một cái người rất là hám danh, hám lợi giống như ông Thích Chân Dài, thì quý vị thử nghĩ coi ông ta có cần cái bằng cấp 3 hay là không. Ông ta rất 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 cần. Ông ta thèm khát, ông ta rất là mong muốn ông ta có cái bằng cấp 3 luôn đó. Chứ đừng có nói là ông ta không cần. Ông ta rất cần nhưng ông ta không có được. Cho nên ông ta bằng phải bỏ tiền ra, bỏ ra ít chỉ vàng để mà có được. Bởi vì lẽ đó, cho nên á, cái câu chuyện mà không có được cái chứng nhận thọ giới kỳ kheo thì sẽ không bao giờ và vĩnh viễn mãi mãi sẽ không lên được cái chức trụ trì. Chứ đừng có nói rằng là lên trụ trì rồi lên được cái chức thượng tọa. Ở đâu ra? Chỉ có những cái người u mê người ta mới lầm tưởng, người ta mới cứ nghĩ rằng là ông Thích Chân Dài này ông đã tu tập như vậy rồi, ông tu giống như là tại gia rồi. Nếu mà tại gia thì tại sao lên được cái chức trụ trì? Tại vì sao lại lên được cái chức thượng tọa? Tự phong, tự biên, tự diễn rồi lấy thượng tọa hay là trụ trì vậy đó, đi khè hết người này đến người kia. Rồi có biết bao nhiêu cái thành phần bị dắt mũi. Người ta cứ nghĩ rằng là ông ta là cái người tu tập thật. Người ta về đó, người ta nghe theo những cái lời kinh pháp gì đó do ông ta giảng. Mà thực tế có rất là nhiều người người ta lên tiếng, người ta nói điển hình giống như là một cái sư thầy vừa qua đã đứng ra để mà tố về cái sự việc là ông Thích Chân Dài đã mướn cái người này về tu tập tại chùa của ông Thích Chân Dài để nhằm tạo ra một cái hiệu ứng đám đông, lôi kéo các vị Phật tử về. Và nghe những cái lời kinh giảng của ông Thích Chân Dài thì nó không giống ai, nó không ra đâu và vào đâu. Và những cái bài đó nó chỉ qua là trên cái hình thức là ông Thích Chân Dài ông tự sáng chế ra, ông tự dắt mũi con dân của ông ta, rồi ông ta tự làm ra một cái việc được gọi là lú lẫn để cho con dân của ông Thích Chân Dài bị u mê theo. Thì quý vị thử nghĩ coi rằng là ông Thích Chân Dài này ông có chiêu trò, quá là chiêu trò đi chứ. Ông chiêu trò một cách được gọi là tột độ. Cho nên á, dạo gần đây á, khi mà cái câu chuyện của thầy Minh Tuệ á, được nổi trội trên mạng xã hội á, thì bắt đầu ông ta lại nói rằng là thằng ba trợn tào lao. Nhưng mà thực ra mọi người thấy không, một cái người ba trợn, một cái người tào lao, một cái người đi ăn xin á, bận đồ rách rưới giống như thầy Minh Tuệ á, thì lại là có bằng cấp. Không những có cái bằng cấp 3 mà còn có được cái bằng cao đẳng hay là cái bằng đại học gì đó. Rồi chưa kể rằng là có một cái lý lịch nó vô cùng là rõ ràng, biết người ta ở đâu, gia đình như thế nào, gồm có mấy anh chị em, nhà ra làm sao.
nó khác hẳn so với ông Thích Chân Dài. Một cái người tự xưng mình là thượng tọa, rồi bệ vệ ngồi lên cái chức trụ trì, mà trong khi đó lý lịch nó không rõ ràng, bằng cấp thì không có, phải đi làm những cái bằng cấp giả. Thì chung quy tóm lại là ai là cái người ba trợn này? Con dân ông Thích Chân Dài có thể giải thích được ai là cái người ba trợn này? Và các bạn đang bảo vệ cho cái gì? Và các bạn đang cổ suý cho cái gì? Rồi lấy cái câu chuyện rằng là tại vì sao có nhiều người người ta u mê, người ta cổ suý, người ta lú lẫn, người ta đi theo, người ta bao bóm vào thầy Minh Tuệ, rồi lấy những cái túi đất tại cái nơi tu tập của thầy Minh Tuệ, có phải rằng là đang u mê không? Thì thực ra để mà nói á, mỗi người người ta có mỗi cái cách suy nghĩ, nhưng mà mình cũng không có khuyến khích mọi người là tới đó để mà lấy đất tại cái nơi mà thầy Minh Tuệ tu tập. Tại vì đôi lúc những cái việc nó đơn giản như vậy, nhưng mà các bạn sẽ làm cho mọi người hiểu sai lệch, và đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến thầy Minh Tuệ, và cũng không để có cái cớ cho những cái người khác người ta xuyên tạc. Nhưng chung quy tóm lại thì dù họ có làm như vậy nó cũng đỡ hơn là cái câu chuyện mà uống nước thần nước thánh của ông Thích Chân Dài, hay là cái kiếm lệnh của ông Thích Chân Dài, hay là quyết lệnh của ông Thích Chân Dài, hay là cái câu chuyện mà mọi người đều xá về cái cổng lông của một cái ông thầy nào đó xá lợi. Cho nên cái sự việc ai u mê hay ai cổ suý còn chưa biết được. Bởi vì lẽ đó, một cái người mà người ta tu thật á quý vị, thì luôn bị ganh ghét. Còn những cái người mà ta nói rằng là cứ ai vua chạy theo những cái ảo vọng, rồi cứ nghe truyền đạt những cái sự việc mà thật sự rằng là chỉ có những cái người u mê giống như con dân Thích Chân Dài mới tin vào những cái điều đó thôi, mà họ cứ nghĩ rằng là họ đúng. Rồi cuối cùng là đúng dữ chưa, nổi cái bằng cấp 3 lấn chiếm đất rừng. Và chưa kể rằng là nhiều quý vị Phật tử nè, người ta đứng ra để người ta nói những cái lời từ tận đáy lòng về những cái sự tố giác dành cho ông Thích Chân Dài. Thì không biết ai là cái người sai phạm, ai là cái người u mê, ai là cái người cổ suý nữa đó. Và thực ra qua cái câu chuyện này á, mình cũng không muốn khuyến khích những cái người mà đang đến tại nơi tu tập của thầy Minh Tuệ á. Thật sự mình tới đó mình đảnh lễ đó quý vị, mình đảnh lễ xong mình đi về, thì nó sẽ làm cho cái quá trình tu tập của thầy Minh Tuệ không bị trì hoãn, và nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ một cái gì cả. Và mình cũng đừng có làm quá trớn để cho những cái người bên ngoài người ta có cái cơ hội người ta soi mói hay là người ta xuyên tạc về thầy Minh Tuệ. Thực ra để nói á, thầy Minh Tuệ á, là một cái người tu tập, và cũng không muốn là phiền đến bất kỳ một ai. Cho nên á, đảnh lễ xong mình về, ai về nhà nấy, công việc ai người nấy làm, giống như những gì mà thầy đã từng nói á, thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn. Và chung quy tóm lại đó quý vị, hiện tại bây giờ ai đúng ai sai thì nó đã quá là rõ ràng rồi, cho nên cũng không cần chứng minh hay là chứng tỏ, mà mình chỉ cần làm đúng làm đủ, không làm lố, thì tất yếu những gì tôn trọng nó sẽ mãi là một cái sự tôn trọng tuyệt đối. Ok, cái đoạn video này của Quýt Nha thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýt Nha thì các bạn có thể like, share, subscribe ủng hộ cho cái kênh của Quýt Nha nhé. Mấy chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.